Thuần mới về nha các bác nhé. Mới về nó còn hơi lạ một chút, nhưng mà nếu mà anh em chỉ khó gần gũi thì rất là nhanh quen thôi nhá. Chim Thuần rồi, hơn 2 năm lồng rồi các bác nhá. Rất là đẹp chim luôn. Ngọt rất tốt các bạn. Thuần 90-95% rồi. Rồi anh em chỉ khó gần gũi một chút là có thể xách tay hót được. Chân mỏ vàng rất là đẹp chim nha các bác nhé. Thank you.
Ha ha.